Thưa quý vị và các bạn, dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về đây để cùng hòa mình vào không gian lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An. Lễ hội lần này có sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân đến từ đoàn nghệ thuật quần chúng 21 huyện, thành thị, trung tâm văn hóa tỉnh và các nhóm trình diễn nghệ thuật đường phố Nghệ An. Mở đầu lễ hội là sự xuất hiện khối diễu hành quảng diễn nghệ thuật dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh của các nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, những người đang nắm giữ, lưu truyền, bảo tồn và quảng bá di sản ví dặm. Sân khấu thực cảnh với những không gian đặc trưng của xứ Nghệ như không gian trên sông Lam, bến nước, con đò và tiểu cảnh không gian ví dặm giao duyên, dàn dựng, thiết kế công phu, sinh động, kết hợp với âm nhạc, ánh sáng đã cuốn hút người xem. Thấy một cái không gian, cái phố đi bộ rất là vui, rất là nhộn nhịp, rất là tuyệt vời. Ngay lúc đấy là có cái bản sắc của Tân Kỳ này, của tất cả các vùng miền ở của tỉnh Nghệ An. Quả thật là rất là xúc động, bởi vì có những cái văn hóa như thế thì mình không nghĩ rằng là có nhiều những cái thứ đặc sắc như thế. Đặc biệt, trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, đồng bào dân tộc Thái, Thổ, Ơ Đu, Hờ Mông ở huyện miền Tây xứ Nghệ đã mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm khám phá hết sức thú vị và độc đáo về đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần qua những làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ và nghi lễ truyền thống như lễ Sang Khan, lễ Bốc Mó, Đu Đu, Điêng Điềng, Tập Tình Tập Tăng, Múa Xòe, Đánh Cồng Chiêng, Khắc Luống, Nhảy Sạp. Tuyệt vời, rất đa dạng, đa màu và ca sĩ, nhạc sĩ và hợp ấm tất cả âm nhạc để quyền lại tạo ra được một cái cuộc hội ngộ này để cho tất cả đồng bào các dân tộc và tất cả anh em miền núi miền suối tụ hội về đây. Đối với không khí hôm nay thật là tuyệt vời mà đa màu sắc. Tôi khẳng định như vậy, rất đa màu sắc. Và từ cái đó chúng ta được học tập và được giao lưu và được hiểu biết về các cái màu sắc của sắc tộc của nghề Thị An. Lễ hội đường phố sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An khép lại trong sự rộn ràng say đắm của điệu múa kết đoàn như một thông điệp của tình đoàn kết, sự gắn bó đồng bào các dân tộc, qua đó góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc bảo tồn, phát huy hơn nữa giá trị những di sản văn hóa cộng đồng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Nghệ An.